Mặc dù pháp luật đã có chế tài xử phạt cụ thể cho các hành vi mạo danh dược sĩ, bác sĩ để bán thuốc, thực phẩm chức năng online, thế nhưng vẫn có nhiều đối tượng ngang nhiên sử dụng tên tuổi, hình ảnh của các bác sĩ để quảng cáo cho các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc của mình. Với sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội, người dân nên nắm phương pháp bảo vệ bản thân trước khi để tiền mất tật mang. Là bác sĩ chuyên khoa nhi của Bệnh viện Nhi Đồng 1, nhưng bác sĩ Trương Hữu Khanh lại bị sử dụng hình ảnh để rao bán thuốc chữa tiểu đường, xương khớp online. Để bảo vệ các bệnh nhân, phương án tối ưu bác sĩ có thể làm lúc này là đính chính trên mạng xã hội của mình. Tôi phải làm một cái hình để mà thông báo luôn cho những cái bệnh, ví dụ hiện nay thì người ta mạo danh về tiểu đường, rồi viêm khớp, rồi cao huyết áp gì đó. Thì bệnh lý tùm lum thận gì đó, thì tôi làm sẵn một cái hình đó, tôi thông báo cho họ để họ biết là tôi không có sử dụng, tôi không có nghiên cứu về cái thuốc đó. Khi nhìn thấy một bài đăng quảng cáo về dược phẩm hoặc thực phẩm chức năng có sử dụng hình ảnh y bác sĩ, có thể áp dụng các bước sau để kiểm tra thông tin trước khi mua hàng. Tìm kiếm thông tin của y bác sĩ được quảng cáo. Nếu có các trang mạng xã hội, cần kiểm tra các dấu hiệu chứng thực như dấu tích xanh, phạm vi bạn bè. Liên hệ trực tiếp y bác sĩ được quảng cáo hoặc yêu cầu đơn vị bán hàng chứng thực liên hệ với y bác sĩ. Kiểm chứng chuyên khoa của y bác sĩ so với mặt hàng rao bán. Một bác sĩ chuyên khoa nhi khó có thể quảng cáo bán thuốc tiểu đường. Họ viết giống như là tôi là cái người đã nghiên cứu quá sâu về cái này. Thì làm sao tôi đâu có thời giờ mà tôi nghiên cứu quá sâu về cái này được. Ví dụ như họ đặt những câu chuyện như là tôi đi qua bên Mỹ tôi học. Tôi đã nghiên cứu cái này bao nhiêu năm. Thật sự tôi là chuyên ngành nhi, ai mà đặc biệt là nhiễm nhi. Thì không thể có thời giờ để mà nghiên cứu một cái sâu về bệnh tiểu đường, sâu bệnh khớp. Nhiều bác sĩ có uy tín tại các bệnh viện lớn cũng gặp phải tình trạng hình ảnh cá nhân và tên tuổi của mình bị mạo danh để quảng cáo đủ thứ thuốc online. Người dân nếu có bệnh nên trực tiếp đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh, không nên khám bệnh online để tránh tiền mất tật mang.